Chào mừng bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Video này chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một kỹ thuật nail xu hướng. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một cái móng, sơn sẵn màu nền sơn gel màu tùy ý. Ở đây chúng tôi sử dụng sơn gel nền màu đen, đồng thời cho ra ngoài một mặt phẳng một ít gel vẽ màu trắng và một vài màu sơn gel thạch tùy ý. Tiếp theo, bạn sử dụng một cây cọ ombre. Bạn lấy vào gel vẽ màu trắng để phần đầu lông cọ ombre có màu trắng. Thì bạn bắt đầu đặt cọ ombre trên móng và tạo ra những đường sọc màu trắng tùy ý. Bạn không cần cố gắng phủ kín hết móng bằng những đường sọc màu trắng này. Chỉ cần đánh các đường màu trắng này sọc xéo tự nhiên là được. Sau khi đã đánh xong các phần sọc màu trắng tùy theo ý thích rồi, thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để cố định phần màu trắng này. Hơ đèn xong rồi thì bắt đầu bạn sẽ tô màu cho móng. Sử dụng một cây cọ tô, lấy vào sơn gel thạch màu tùy ý. Ở đây chúng tôi lấy vào màu hồng. Cho lên móng vị trí những nơi bạn muốn có màu hồng. Sau đó chùi sạch cọ, lấy những màu khác tùy ý bạn và cho tùy ý lên móng. Cho xong các màu sơn thạch vừa theo ý thích rồi, thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô cố định các màu sơn thạch này. Hơ đèn khô rồi thì để tô điểm thêm cho mẫu móng, thì bạn sẽ tiếp tục phủ một lớp màu trắng lên đây, vẫn bằng cách sử dụng cọ ombre, lấy vào chia vẽ màu trắng, sau đó tạo ra các đường sọc tùy ý trên móng. Tạo xong các đường sọc tùy ý rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô phần màu trắng này. Hơ đèn xong rồi thì phần đánh màu nền của bạn đã xong. Bây giờ bạn có thể trang trí thêm cho mẫu móng bằng cách sử dụng một ít sticker chữ dán lên móng tùy ý. Đồng thời sử dụng một cây cọ râu, lấy vào gel vẽ màu nhũ bạc và đánh khuôn viền toàn bộ hết cho móng. Sau khi vẽ xong khuôn viền móng rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn để khô cố định phần khuôn viền móng này. Hơ đèn xong rồi thì việc trang trí móng tay của bạn đã hoàn tất. Bước còn lại của bạn sẽ là sơn bóng gel lên cho móng. Và cho đi hơ đèn để khô nước bóng này. Và bạn đã hoàn tất mẫu móng. Vậy là bạn vừa cùng với Anna Trần thực hiện xong mẫu nail này. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.